Cuộc sống càng chảy trôi, càng nhộn nhịp thì những khoảnh khắc yên bình của tâm hồn sẽ càng thu hẹp dần. Để lưu giữ những khoảnh khắc đó, những người tâm huyết với cuộc sống, với những giá trị đích thực của cuộc sống sẽ luôn tìm cho mình một hướng đi khác. Và những thành viên của câu lạc bộ đàn hát múa dân ca Thác Mạ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn này cũng vậy. Từ niềm đam mê với làn điệu dân ca của quê hương, họ đã có tiếng nói chung trong sự tri kỷ. Sự yêu thích hồn nhiên ban đầu qua thời gian đã khiến họ xích lại gần nhau và có ý thức hơn với sự gìn giữ, sự bảo tồn đặc sản của quê hương xứ Lạng. Giờ đây, không chỉ thoải niềm mong ước bấy lâu nay, câu lạc bộ còn là một địa chỉ của rất nhiều bạn trẻ Lạng Sơn khi muốn tìm hiểu, muốn gia nhập vào câu lạc bộ để sau những bộn bề của cuộc sống họ lại đến với nhau, cùng cất vang những lời thơ để gửi hồn trong làn điệu đắm say của cây đàn tính như cách để sẻ chia, để tâm sự. Trong quá trình tập luyện thì ở trong câu lạc bộ thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Ví dụ như là về chị em, công việc của chị em mỗi người mỗi khác. Về cái giờ giấc thì cũng khó, nhưng mà chúng tôi rất là cố gắng để thành lập một cái câu lạc bộ này để truyền bá cho cái thế hệ sau. Truyền bá cho thế hệ sau để mai sau bọn lớp trẻ bây giờ ấy thì thấy được là cái nghệ thuật hát then của cái dân tộc Tày nó có ý nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi dịp xuân về, các chàng trai lại cùng nhau đua tài trong điệu múa lăn. Các cô gái khoe sắc với làn điệu then mượt mà, và để rồi tất cả cùng tay trong tay điệu xòe cầu phúc cho bản làng, thắt chặt tình đoàn kết dân tộc. Âm thanh của cây tính, của điệu hát then, của những đen xòe dạo dực ấy như dòng suối chảy mãi từ mùa xuân này tới mùa xuân khác. Nó trường tồn cùng thời gian và như một biểu tượng của hồn dân ca, dân vũ của người Tày Nùng. Chương trình Di sản văn hóa ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.